Em Linh xin chào tất cả cô chú anh chị đã quay lại kênh vlog của em Linh. Em Linh xin chúc tất cả cô chú anh chị ngày mới học tập làm việc thật là vui vẻ và may mắn trong cuộc sống nha. Em Linh vẫn tiếp tục chia sẻ công việc lặn biển như thường lợi thôi. Giờ thì ghe cháu lính cũng tới điểm lặn cô chú anh chị. Em Tùng thì đang chuẩn bị bỏ neo. Chào cả nhà em Tùng ơi. Ngày mới vui vẻ nha. Hôm nay thì mặt trời lên khá là đẹp luôn cô chú anh chị. Em thì mới mặc đồ lặn biển vào luôn. Anh em thì còn say ngủ ngoài sau. Thì hôm nay ghe cháu lính đi 12 anh em thợ lặn. Thì có em Pháp lớn, là em Pháp nhỏ cũng ở trên quê mới xuống luôn cô chú anh chị. Hôm nay ghe cháu lính tiếp tục đi lặn ốc tỏi. Điểm này là điểm cũ, cách cảng La Di thì 4 hải lý thôi cô chú anh chị. Nước ở đây thì độ sâu 8-9 xã tây của em Linh thôi. Ghi cháu lính đang dòng mà lái, dòng lái để bỏ neo quá cô chú anh chị. Anh em còn say ngủ trong đây này, đợi em quay một chút cho cô chú anh chị xem. Đó. Anh Du đang mặc đồ, ghi em Nhí, em Quậy, em Xô, phía trên thì em Pháp nè. Bên kia nữa có mấy anh em bên kia vẫn còn ngủ, còn một số anh em thì ở ngoài kia đang thay đồ lặn biển vào cô chú anh chị. Chào mọi nhà em Du ơi. Ấm không mấy mẹ mà. Ngày mới vui vẻ nha. Nước ấm không? Mấy cái ông mưa. Ấm vô ối tầm phòng á. Nằm cái ông mưa. Anh Du mặc áo mưa vậy là nữa mặc thêm áo nhái nữa. Ngoài đây thì bạn Ti. Hello cả nhà các bạn Ti ơi. Thì Pháp nhỏ. Dạ chào cả nhà, chào buổi sáng cả nhà. Đây Quậy. mới ngủ vậy. Sáng ơi. Đó, xếp mấy cái bồ nấu ăn luôn. Đó, em Pháp cũng mới dậy luôn. Chào nhà cái chúc Pháp ơi. Chào cả nhà, chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ. Thổi mấy anh em nghỉ lâu rồi, bữa nay mấy anh em xuống lại giờ mà nước chắc cũng vàng mà cũng lừa mà cũng mong cho bà con bác Thanh cho mấy anh em làm kiếm miếng mình áo xây sở qua ngày ngang cả nhà ha. Nó có chiếc tàu chuyện ngang qua nè. Cô chú anh chị này, tàu Hòn gì là Hòn Ha SPAR. Em cũng không sành tiếng Anh nữa. Tàu đây như tàu dầu á. Nhưng mà to luôn. Có chú đó cũng cầm điện thoại đang quay ghe của cháu lính. Giờ này anh em ăn cơm rồi cô chú anh chị. Em tranh thủ ăn trước rồi. Đây chú Ba Pháp. Chào cả nhà nghe chú Ba Pháp ơi. Chào nhà, đang ăn cơm xong là mấy anh em nhảy làm nha cả nhà. Đây anh Tám qua mình cũng mới xuống rồi gặp anh Tám. Bị danh là anh Tám nè. Tám ăn cơm nè. Anh Tám là Tám xịp á. Chào cả nhà nghe. Anh Tám xịp. Giờ em sang cũng tranh thủ ăn luôn. Rồi không để cho cô chú anh chị để lâu, em mời tất cả cô chú anh chị tiếp tục theo em lên cũng như anh em để lặn biển. Rồi giờ anh em ăn uống xong thì vào đầu lặn như thường ngày thôi cô chú anh chị. Mấy em số. Bạn đẹp trai. Làm gì dữ chiếu rồi. Rồi em Mỹ nhảy nè. Chào cả nhà nha.
bên đây này bạn Ti, chào cả nhà các bạn Ti ơi. Nó giờ bạn Ti nhảy luôn, một số anh em cũng nhảy trước cho coi chứng chị. Rồi bên đây em quậy, với lại em nhí cũng sẵn sàng chuẩn bị nhảy lặn. Pháp với lợi em 8 có một máng địch chì như thế này là 10 kg 12 13 kg, anh em nào mà mang nặng nữa thì mang 15 16 kg luôn, như em Mỹ thì đeo một cái địch chì của em Mỹ là 15 16 kg của chú chị à, còn những cái địch chì đây thì anh em mang nhẹ khoảng tầm 12 13 kg. Đây là thoát chốt thoát hiểm bằng chiếc đũa. Rồi chúc anh em may mắn bội thu nha. Bay. Rồi anh em nhảy hết giờ, giờ em cũng vô đồ lặn biển cùng anh em thôi. Rồi em mời tất cả cô chú anh chị theo em đợi anh em để tiếp tục lặn biển ngày mới nha. Hy vọng ngày hôm nay anh em sẽ may mắn bội thu. Phía trước thuyền trưởng đang giữ chén. thuyền trưởng xuống trách nhiệm giữ chén luôn. Rồi let's go, mời cô chú anh chị xem hết video để biết ngày hôm nay anh em lặn được bao nhiêu thành quả nha. Nước độ sâu 8-9 xịt tay của em Linh thì em Linh xịt tay 2 lần mới tới đất nha cô chú anh chị. Hôm nay thì thấy cái màu nước xanh xanh và hơi tối nè. Wow, nước cực kỳ là lạnh luôn cô chú anh chị. Ngán nhất là ca sáng cô chú anh chị à. Vì mỗi lần ca sáng nhảy xuống anh em rất là ngán luôn. Giờ em cũng đáp tới đất rồi. Mới nhảy xuống thôi mà em có cảm giác lạnh nha cô chú anh chị à. Rồi em mời cô chú anh chị theo em để tiếp tục đi bắt ca sáng. Nhìn cái màu nước ở phía trên xuống thì tối nhưng mà cô chú anh chị nhìn nè, nước cũng khá trong nha. Em Mỹ cũng tập trung cao độ để quan sát tìm ốc tỏi với lại mặt hàng đắt giá đó cô chú anh chị. Cây bông này anh em thợ lặn ở tại Nghệ An, Hà Tĩnh gọi là cây bông su. Cây bông su này thì thương lái ở quê hương em thì không có mua, chỉ có những anh chị ở ngoài Hà Tĩnh, Nghệ An thì mới mua. Đây đây, em phát hiện có một con mực nang này, con này tầm nửa ký đó. Đây, rồi xong nó chạy luôn rồi. Wow, quá tiếc luôn. Em định lấy chỉ em chỉ nhưng mà nó gần cái tay em quá nên em cũng móc luôn. Mà móc không được cô chú anh chị à, quá tiếc luôn. Còn đây là cái mánh của con sò mai, gọi là mánh lúc nè cô chú anh chị. Đó, không có nhìn thấy cái mánh luôn. Em lên lại gặp một con ghẹ mặt trăng. Đây cô chú anh chị, nó hai cái cạn nằm hai bên này. Em sẽ bắt hai cái ve sau của nó. Tiếp tục em lên lại gặp một con ghẹ mặt trăng nữa. Ghẹ mặt trăng thì hăng lắm cô chú anh chị nha. Mà cái càng của nó rất là sắc luôn. Nhìn như là một cái lưỡi cưa vậy. Nó kẹp vào là sẽ bị dứt thịt luôn. Con này thì hơi ốp này. Con này chắc em cũng thả thôi. Nó kẹp không có đau. Để em quay qua cái càng nó cho cô chú anh chị xem rõ hơn nha. Đó, như cái lưỡi cưa luôn.
Chạy tới đây thì em phát hiện có một con sò huyết long. Sò huyết long điểm này thì cũng có chỗ của chú chị à. Có chỗ thì anh em bắt nhiều lắm, 4-5 kg. Còn có chỗ thì anh em không có con nào luôn. Phía trước có mấy cục lố này, nhưng không phải là cục dạng nha cô chú chị. Đây chỉ là những cái cây cỏ tạo nên thành một cái cục như cục dạng vậy. Này có một con cua đá. Cua đá này thì thường nằm hang lắm, nhưng mà con này thì em sẽ không có bắt đâu. Để em khư ra xem thử nó chạy ra không nha. Nếu mà nó không chạy ra thì em Linh cũng tranh thủ chạy đi bắt hải sản thôi. Con cua đá này thì giá trị cũng thấp lắm, nếu mà bắt lên được thì anh em cũng luộc ăn thôi à. Nên anh em cũng không có bắt luôn. Em chạy tranh thủ đi tìm những mặt hàng đắt giá. Đây này, những cái lá cỏ như thế này nó tạo ra thành một cái cục lố này, chứ không phải là cục dạng nha cô chú anh chị. Đây giờ cô chú anh chị, em chạy rất là lâu luôn mới phát hiện có một con ốc tỏi này. Đó, ốc tỏi nằm cái mảnh rất là to. Wow, quá khủng luôn cô chú anh chị à. Em nhìn cái giò của nó là em biết con ốc này rất là to rồi. Để tranh thủ cầm lên chụp một tấm hình để làm ảnh thumbnail thôi cô chú anh chị. Wow, ốc quá đã luôn, rất là to luôn cô chú anh chị à. Đây, nhìn nó to mà gần bằng cái kính lặn của em luôn đó. Quá đã cô chú anh chị. Rồi ok, giờ bỏ vào giật sò để tranh thủ chạy đi tìm những mặt hàng đắt giá thôi. Em Linh lại gặp một con ghẹ long nè. Quê hương em Linh gọi là cu long chứ không phải là ghẹ nha cô chú anh chị. Là con cu long này ăn cái thịt nó thơm lắm và chất thịt nữa. Chạy ra đây thì em thấy có một cái dạp ghẹ. Kìa kìa, có một con cu long này cô chú anh chị nè. Con ghẹ mặt trăng này thì cũng lột rồi. Em quay lại khoảng khắc cho cô chú anh chị xem nó kẹp cái tay em này. Con ghẹ mặt trăng này đang trong quá trình lột quá cô chú anh chị, mới cứng lại thôi nên nó kẹp cũng không có đau gì mấy đâu. Nó kẹp thoải mái luôn. Nếu mà nó mà chắc á, nó mà kẹp như thế này á thì cái tay em á là sẽ có chảy máu của chú anh chị à. Vì cái càng nó rất là bén. Wow, tiếp tục là một con ghẹ mặt trăng. Wow, wow, hai con luôn. Đó, hai con ghẹ mặt trăng này của chú anh chị. Nhưng mà hai con này thì em bắt lên thấy nó cũng mềm rồi. Hai con này thì em Linh cũng thả luôn chứ không có bắt đâu. Đây là loài sao chín cánh nhưng cũng có con tám cánh. Thức ăn chính của con sao chín cánh này thì thường là bắt những con nhím bà ăn. Đó, nhìn nó bò rất là nhanh cô chú chị. Nhưng loại sao này thì em không biết có chế biến ăn được hay không nữa, nhưng mà em thấy ở quê hương em thì chưa có ai ăn con sao này. Con này có 8 cánh thôi cô chú chị. Em Linh lại gặp một con ốc tỏi nữa nè. Đó, nó đang nằm mánh đó, cô chú chị, cái giòi màu trắng đó. Đây, wow, quá đã luôn. Có một con nhím bà nữa. Con ốc tỏi này nó đang ăn con nhím bà này. Nhưng con nhím bà cũng phân hủy rồi. Đây là con mèo nước nè. Phía trên đầu nó có hai cái sừng. Loại mèo nước này thì cái thịt nó như thịt rau câu vậy. Sờ vào nó mềm mềm của chú anh chị à. Không biết là con mèo nước này ở quê hương của cô chú anh chị gọi là tên gì nữa. Nếu cô chú anh chị biết thì để lại dưới phần bình luận tên của con mèo nước này cho em Linh biết nha. Em Linh lại gặp một cái giòi của con ốc giấy. Này, ốc giấy còn gọi là ốc giấm á cô chú anh chị. Có nơi còn gọi là ốc bông nữa. Ốc này thì nướng mỡ hành hoặc là làm gỏi ăn thì nhất cái nách luôn. Đây đây, có một con sò bánh chén nữa nè. Cũng lâu rồi em cũng chưa bắt được con sò bánh chén luôn. Hôm nay bắt được một con cũng là may rồi.
Nhưng sò bánh chén này thì nướng mỡ hành ăn thì cũng không có chơi vào đâu của chú chị á, không kém gì những mặt hàng đắt giá nha. Đây đây, em Linh phát hiện có một cái mánh của con cua cúm đây. Đó là cua cúm này thì thương lái họ mua đắt giá cái càng lắm cô chú anh chị à. Còn cái bình thùng thì mua giá rẻ thôi. Con cua cúm này thì em bóp vào chắc lụi luôn. Con này thì em sẽ bắt này, bắt lên để anh em luộc ăn cơm. Đây cô chú anh chị, hình ảnh hiếm gặp này. Đó, một con cá thẩn nó đang ăn một con cá đuối, hay là nó ăn cái đuôi cá đuối gì đây. Con cá thẩn này thì nhỏ, em chỉ độ là nó ăn cái đuôi thôi, chứ nó ăn cái con cá đuối luôn thì chắc cũng không có vào cái miệng nó đâu. Con cá thẩn này thì nó ăn cái đuôi của con cá đuối thôi cô chú anh chị à, nhưng mà bị hai cái gai nẻ của nó nè xuyên qua cái miệng luôn nên nó không có nuốt được. Em nên thấy có một con bạch tuộc nè. Phía trước em thấy có gì mà đen luôn cô chú anh chị, có cá rất nhiều. À thì ra là những cái dạp con sâu, còn gọi là dạp bát quái này. Wow, cả một đống luôn. Không hiểu vì sao mà nằm viên một đống đây luôn cô chú anh chị. Đây có trứng mực lá luôn. Để em xem thử có con mực lá hay con mực nang nào xung quanh đây không nha. Đây, dạp bát quái, còn gọi là dạp con sâu, còn mấy tên luôn cô chú anh chị nha. Không hiểu vì sao nằm một đống đây luôn. Phía trước cũng có em Mỹ nè, em Mỹ cũng đang chạy tới tìm cá hoặc là mực nang để đâm. Đó, em Mỹ đứng quan sát đó cô chú anh chị. Hình như em Mỹ thấy cái gì đó trong đống dạp bát quái nè. Đây đây, để em tới gần xem thử như thế nào nha. À, hình như em Mỹ đang xem thử có con cá hay con trình gì không. Wow, rất là tiếc của cô chú anh chị à. Nguyên một đống dạp đây mà lấy lên thì bán không tiền lắm. Nhưng mà anh em sẽ không có lấy lên đâu. Nhiều khi mình lấy lên á, có một số cô chú anh chị làm cái nghề này này, không biết đổ thừa là anh em ăn cắp á cô chú anh chị. Nên chắc chắn em lỡ em Mỹ sẽ không lấy lên đâu. Wow, rất là nhiều luôn. Chỗ đây thì không có cá, cũng không có mực. Thôi em với lại em Mỹ cũng tranh thủ đi bắt hải sản thôi. Đây đây, em phát hiện có một con ốc mỡ xám này, rất là to. Wow, quá khủng luôn. Đó, những cái thịt nó quá đã cô chú anh chị. Em Linh lại bắt được một con sò Mica. Wow, wow, có một con ốc mỡ xám nữa. Wow, cái thịt nữa nè. Đó, con ốc xám thịt rất là to cô chú anh chị nha. Để mà so sánh độ ngon á, thì con ốc xám này ăn sẽ không có ngon hơn những con ốc mỡ nạc hoặc là ốc mỡ thịt dừa rồi đâu. Wow, một con bạch tuộc nữa nè. Để em cho cô chú anh chị ngắm nó lâu một chút nha. Wow, chạy hả bưởi. Suy nữa là nó chạy rồi. Hên em cũng lành tay cô chú anh chị à. Con bạch tuộc đây cũng khá là to luôn. Chạy rất là lâu luôn, em mới phát hiện lại một con ốc tỏi nè. Đây rồi, wow, điểm này con ốc tỏi nào, con ốc tỏi nấy rất là to cô chú anh chị, khủng luôn. Đây là 7 ốc bạch tuộc, wow wow. Phía trước em phát hiện có một con ốc tỏi nữa cô chú anh chị. Nó đang chuẩn bị đùng xuống để làm bánh đó cô chú anh chị à. Em lại gặp cái giòi của con ốc tỏi nữa nè. Con ốc tỏi này thì bé, cũng là ốc tỏi vỏ mỏng của chú anh chị à, nhưng con này nhỏ lắm.
em Linh sẽ không có bắt đâu. Đây đây, em Linh lại phát hiện có một con ốc muỗng nè. Có nơi gọi là ốc tai heo. Để em Linh xem xung quanh đây còn con ốc nào nữa không. Đây 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 đây, có một cái hang của con bạch tuộc này. Nó đang núp trong cái vỏ sò mica. Rồi nó đụng xuống đất này cô chú anh chị. Đó, con bạch tuộc khá là to luôn. Quá đã. Bạch tuộc này mà úp sạch tới nướng ăn thì nhức cái nách luôn cô chú anh chị à. Em Linh lại gặp một con bạch tuộc đang đứt trong cái vỏ sò mica nữa. Không phải là vỏ sò mica cô chú chị à. Đây là cái vỏ của con ốc giấy. Nhưng con bạch tuộc đây thì đang ấp trứng. Em Linh sẽ không có bắt đâu. Bên này em bắt được một con sò mica này. Đây 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 đây, em gặp một cái giò của con ốc tỏi nữa. Wow, con ốc tỏi này cũng to lắm này. Để em móc lên xem thử như thế nào nha cô chú chị. Chứ thấy cái giòi cũng rất là to rồi. Wow, quá đã cô chú anh chị à. Ốc tỏi điểm này con nào con nấy rất là to khủng luôn. Em Linh lại gặp một con ốc tỏi mini. Ốc tỏi này thì không có to lắm đâu cô chú anh chị à. Cỡ đây là hết rồi. Wow wow, một cái giòi của con ốc tỏi nữa. Đây 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 đây, để em móc lên nha, xem thử con ốc tỏi có khủng lắm không. Wow, con ốc tỏi này chà bá luôn cô chú anh chị. Wow, điểm này ốc tỏi con nào con nấy rất là to. Em Linh phát hiện có một con cá đuối ghim này. Con cá đuối ghim này thì đang mang bầu nên em Linh sẽ không có bắt đâu. Kìa kìa, phía trước em thấy có một con bạch tuộc đang núp trong cái vỏ ốc giấy nè cô chú anh chị. Hình như là con bạch tuộc này nó đang ấp trứng. Đúng rồi cô chú anh chị à. Theo em quan sát thì con bạch tuộc này thì đang ấp trứng nên em sẽ không làm phiền nó đâu. Wow, bên đây có một chùm trứng mực ống. Đó, trứng này là trứng mực ống nha cô chú anh chị. Còn trứng mực lá khác, trứng mực đen cũng khác luôn. Nếu chỗ đây có trứng mực ống thì tối mình câu sẽ có mực thôi. Đây một con ghẹ mặt trăng nữa. Đây đây cô chú anh chị thấy cái giòi của con tu hài không? Đó có một cái dòng màu đỏ nè. Đó là cái giòi của nó đó. Con tu hài này nằm cũng khá sâu cô chú anh chị à. Đây rồi, cuối cùng em cũng bắt được rồi. Một dấu vết của con ốc mỡ. Đó, ốc mỡ đá trắng của chú anh chị. Phía trước em thấy có một cái vỏ ốc giác nè. Ốc giác này thì đắt giá lắm của chú anh chị. Con này rất là khủng luôn. Nhưng mà cái vỏ này thì chắc cũng lâu năm rồi. Nhìn nó cũng mất màu luôn nè. Vỏ ốc này mà dinh về làm cái đồ khẩy tàn thuốc thì rất là đẹp của chú anh chị à. Nhưng mà nó cũng mất màu rồi. Vùng biển thị xã La Di này thì không có ốc giác của chú anh chị nha, ít lắm. Nếu mà bắt được một con là quý lắm rồi. Thôi cái vỏ ốc này thì em sẽ để lại cho những con cá, nó sẽ làm hàng nó ở nha. Trong cái vỏ ốc có một con cá thi. Em Linh lại bắt được một con sò mai giấy. Em Linh lại gặp một con sò mai sọc nữa này.
Em Linh bắt được một con ốc mỡ nàng nữa luôn. Ấy cha cha, đây 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 cô chú anh chị, em lại gặp một cái giòi của con tu hài tiếp đó, nó nằm nè cô chú anh chị nè, giòi nó thụt xuống đó, để em móc lên nha. Wow, con tu hài này nằm rất là cạn luôn, em chỉ cần lấy cái tay thọc xuống là bắt được luôn cô chú anh chị nha. Đó, sò tu hài điểm này con nào con nấy đen như mung này, rất là đẹp. Đây có một con ốc mỡ nữa nè, con ốc mỡ đá trắng này thì nó đang bắt mấy con sâu lông này nó ăn nè cô chú anh chị nè. Kia kia phía trước em lại phát hiện có một con ốc tỏi nữa, có mấy con sâu lông hình như nó định ăn con ốc tỏi này hay sao đó cô chú anh chị à. Thôi để em tranh thủ bắt chứ để mấy con sâu lông này nó ăn con ốc tỏi nữa. Wow, quá đã cô chú anh chị. Lúc này anh em lên ghe để chuẩn bị vào bờ bán hải sản đó cô chú anh chị. Bên đây thì em nhí nè, em nhí đang tóm địch chị vào á, còn một số anh em thì lên ghe trước hết rồi, em Linh thì chạy về dây tim sau. Phía bên kia anh Du đó, còn một số anh em thì chạy về sau nè cô chú anh chị nè, anh Du cũng đang tóm địch chị vào dây tim, em cũng tranh thủ mở địch chị em ra để tóm vào dây tim và lên cùng anh em thôi. Giờ em Linh cũng tóm địch chị xong rồi, giờ thuộc từ từ lên tới lữ nước thì anh em sẽ chà tay chà chân nhắm áp. Em tranh thủ lên trước mấy anh em, còn có một số anh em thì đã lên trước hết rồi. Quan trọng là cái giờ chạy vào bờ bán hải sản thì anh em phải giảm áp cho thật kỹ. Giờ em cũng xin tạm ngưng video luôn, nên khi em sẽ quay lại cho cô chú chị xem sao nha. Đây thành quả sau một ngày của 12 anh em, hôm nay thì anh em bắt sò huyết long cũng ít cô chú chị nha, nhưng mà có ốc tỏi. Ốc tỏi thì được gần 4 xô nè, ở đây 1 xô, 2 xô, 3 xô, ở kia 2 phần xô nữa. Sò huyết long thì được 2 phần xô à, mà sò huyết long thì cực là to luôn, to hơn sò huyết long ngày hôm qua. Mà sò huyết long này thì màu trắng, sò huyết long hôm qua thì màu đen. Nó sò đây rất là to luôn nè, ở quê hương em gọi là sò huyết u nè, được 2 phần xô. Sò ngọt ở đây không ít nữa, được khoảng chục con à, 2, 4, 6, 8 con luôn, chưa tới chục con. Ốc mỡ thì được một xô đây. Bên này ốc mỡ nạc anh trèo lấy rồi nhậu. Đó, được chưa tới nửa xô ốc mỡ đá đó này. Đó, một xô mấy ốc mỡ đá, ốc mỡ xám này, rất là to luôn. Ốc mỡ đá nâu, ốc mỡ đá trắng. Còn đây là ốc mỡ nạc nè, cái vỏ nó mỏng. Còn con mà không có vỏ là gọi là ốc thịt dừa. Bên đây sò mai giấy được gần một xô nè. Sò mai giấy thì giá trị cao hơn, mà cục còi nó to nữa. Bên đây sò mai sọc thì được 2, 4, 5 xô nữa. Hôm nay thành quả bội thu của mấy anh em thì cũng ít cô chú anh chị, chắc cũng kiếm được khoảng 700-800 thôi. Anh Tèo lấy ốc tây rồi để dành nhậu, luộc nhậu cô chú anh chị. Anh em lên cũng thay đồ khô cô chú anh chị à. Giờ em quay lại thành quả bội thu sau một ngày của 12 anh em cho cô chú anh chị xem nha. Được 21 con tu hài,
ai mà muốn mua cá ngựa thì nhớ kết bạn Zalo số điện thoại của em Linh 0377823573. Hương ba con cúm bên đây ghẹ, ghẹ so còn gọi là ghẹ xanh. Em tám thấy em bye bye cô chú chị ngầu cừ quá mà. Rồi bye cái nhà cái tám ơi. Đây chú bao pháp đây này. Đây mình chuẩn bị những quần áo này vô bờ mình phơi còn mai mình có mặt làm lại nha mọi người. Rồi bye cả nhà luôn. Bye chào cả nhà, chúc mọi cả nhà vui vẻ hạnh phúc và nhớ coi theo dõi trong kênh của anh Linh Tự Lặng và cho anh Linh Tự Lặng một chuông và một sao mấy mọi người. Đây là về ăn cơm cho mọi người. Ghé anh em Vinh về luôn ăn cơm.